Truyền thống văn hóa lịch sử là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và mỗi dân tộc. Gốc có vững thì cây mới bền. Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của cả nước, vẫn luôn tự hào về truyền thống lịch sử lâu đời. Mỗi vùng đất, mỗi địa danh của Hà Nội đều có bề dày lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa và sự dịch chuyển dân cư tập trung về thành phố dẫn đến không gian sinh hoạt cộng đồng bị thu hẹp. Người dân ít có dịp giao lưu với nhau, làm cho con người dần có khoảng cách. Có nhiều gia đình ở gần nhau hàng chục năm cũng không biết mặt, biết tên hàng xóm. Sinh hoạt cộng đồng bị hạn chế dẫn đến nhiều phong tục tập quán, lễ nghĩa truyền thống bị mai một. Cái phong tục tập quán của người Hà Nội nó cũng có cái nét đẹp của nó. Tức là về lễ nghi, phong tục gia đình. Thưa quý người dạy con như thế nào, cái này nếu cả các cụ mà trước có nhưng bây giờ nó không sai rồi. Nó không còn dựng, nhất là thanh niên giờ này. Cứ láo nháo làm nhào. Ngõ láng chung, nơi chúng ta đang sinh sống, vốn là một phần của làng láng xưa với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. Nằm ven dòng sông Tô Lịch, đất Yên Lãng vẫn được gọi nôm na là Kẻ Láng. Đây là vùng đất cổ, ngoại thành của kinh đô Thăng Long. Kẻ Láng xưa gồm cả các làng láng thượng, trung và hạ. Thời Trần, vùng Láng trở thành một trong 61 phường của Thăng Long và nổi danh khắp kinh thành bởi đặc sản rau húng láng, một loại rau gia vị có mùi hương đặc biệt không nơi nào có. Kẻ Láng, trại Yên Lãng được dân gian chuyển miệng với những câu ca dao như: đi đâu mà chẳng biết ta, ta ở Kẻ Láng vốn nhà trồng rau, rau thơm, rau húng, rau mùi, thìa là cải cúc đủ mùi hành hoa. Thì làng Láng thì có 3 thôn 9 xóm mà chia làm 3 thôn, đó là thôn Láng Thượng, Láng Trung và Láng Hạ. Làng Láng thì là có cái truyền thống là trồng rau từ lâu đời. Thế đây là cái đặc sản của làng Láng theo cái thủy tổ. Thế mà các cái rau ở đây chủ yếu là rau gia vị như là thơm mùi hành láng, rồi húng dổi, vân vân. Thế rau láng ngày xưa, rau thơm mùi hành láng thì chủ yếu để dùng tiến vua. Thế các bà các cô ở nội chính cống ấy, trong phố cổ mà thấy thơm láng mùi láng đặc biệt là biết ngay. Thế mà các cái đồ như phở hay là phở sao mà lại có thơm láng hành láng thì nó dậy mùi đấy. Để lưu giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống cộng đồng, cư dân trên địa bàn ngõ Láng Chung, địa bàn dân cư số 16 có ý tưởng tái hiện lại hội làng với những hoạt động văn hóa truyền thống trong dịp Tết đến xuân về của làng Láng xưa kia. Chúng tôi đang có một cái dự kiến, tức là khôi phục lại cái hội làng, gọi làng Láng ngày xưa. Chúng tôi vừa qua chúng tôi đã họp, đã phân công cụ thể của từng bộ phận một để nắm tắc tổ chức. Thế chi tiết cụ thể thì ví dụ bọn tôi muốn là dựng nên một cái gọi là cái hội hàng năm, tức là trước hết khoảng 10 đến 15 ngày. Vẫn năm 2019 là trên cấp trên thành phố cũng như quận chúng ta đã xây dựng cho đoàn tôi một cái nhà văn hóa. Hiện nay rộng là 540 mét, tương đương khang trang. Vì vậy vừa năm là tới Tết tới chúng tôi đang dự kiến là mở một cái hội gọi là hội vui xuân Tết lại địa điểm làng hóa này, chuẩn bị đón xuân mới. Đặc biệt năm nay đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì địa bàn dân cư 16 chúng tôi muốn tổ chức một cái hội làng gồm có nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng, dựng lại những cái trò chơi dân gian, những cái nét văn hóa của làng như là gói bánh chưng, thi đấu bóng bàn, thi đấu cờ tướng, hay là chọi gà, dựng cây nêu, kéo co. Đặc biệt trong cái lễ hội thì chúng tôi có tổ chức chăm lo đến các gia đình thân nhân các liệt sĩ, chăm lo đến các cháu khuyết tật. Hội làng năm nay với ý tưởng tái hiện nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như dựng cây nêu, múa lân, gói bánh chưng, đánh cờ, kéo co, chọi gà, đụng lợn và một số hoạt động như thi đấu bóng bàn, biểu diễn văn nghệ. Đặc biệt, hội làng năm nay có hoạt động đổi đồ lấy may. Người dân có thể mang các vật dụng không dùng đến trao đổi với nhau trong dịp lễ hội để cầu may. Tái hiện lại phương thức giao dịch cổ xưa dùng hàng đổi hàng.
mục đích để mang đồ của người có, trao đổi cho người cần, góp phần giảm việc thải đồ cũ ra môi trường, tái sử dụng các đồ vật còn giá trị để tiết kiệm tài nguyên cho thế hệ sau. Tôi nghe thấy là chuẩn bị là tổ chức được hội làng Làng Láng, rồi tôi thấy vui phấn khởi lắm. Thế nên là tôi rất là cảm động và xúc động, và tôi cũng rất muốn là tất cả chị em phụ nữ chúng ta và động viên tất cả mọi người ở Làng Láng này tham gia cái chương trình hội làng này. Tất cả các chị em phụ nữ trong cụm 16 này cũng rất là muốn, mong muốn là được cái hội làng thành công, vì rất là nhiều năm nay là chưa có ai mà làm được cái hội làng này. Và đến bây giờ cái lý tưởng của các em ấy đã làm được và chúng tôi rất là ủng hộ. Với vai trò là chi hội trưởng người cao tuổi, tôi sẽ vận động bà con nhân dân và các cụ lão ông lão bà tham gia và vận động các cháu để làm sao địa bàn dân cư tổ chức thành công tốt đẹp. Từ khi chúng tôi về đấy thì cũng thấy rằng là cái cuộc sống làng quê cũng như là cộng đồng ở đấy là hết sức thân thiết, thân mật, người ta sống với nhau rất là tình cảm. Mặc dù chúng tôi là những người không quê gốc ở đây, nhưng chúng tôi cũng rất là thấy hòa đồng được vào trong cái cuộc sống làng quê ở đây. Nếu mà mình có những cái tổ chức mang tính cộng đồng như là hội làng hay là như là hội vui xuân, hội làng văn hóa vân vân, để nó tập hợp được những cái cộng đồng của những người ở đây chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống. Ở đây chúng ta thì không có đình làng, nhưng nếu chúng ta lấy nhà văn hóa làm trung tâm thì chúng ta cũng có thể xây dựng được một những cái lễ hội mang tính chất phục dựng lại những cái hội làng ngày xưa, hay là những cái sinh hoạt cộng đồng, những cái trò chơi hay gợi chúng ta nhớ lại những cái ngày. Và chính những cái gợi nhớ đấy nó là càng làm cho cuộc sống văn hóa ở nơi đây nó càng phong phú hơn. Đây có thể nói là lần đầu tiên trên địa bàn dân cư số 16 thực hiện một sự kiện lớn và ý nghĩa như vậy. Do đó, công tác tổ chức còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, rất cần sự tham gia đóng góp và ủng hộ của cộng đồng cư dân trên địa bàn. Thay mặt cho chi ủy, chi bộ cũng như ban giám mặt trận, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân dân là đồng tâm hiệp lực, góp công góp sức cùng với chúng tôi để chúng ta tổ chức thành công cái ngày hội mà mang cái ý nghĩa dân tộc và mang ý nghĩa đoàn kết trong khu dân cư của chúng ta. Láng Chung thì có, cũng như là các cái làng khác ở khu vực Láng có một cái truyền thống rất lâu đời. Thì dưới quan điểm của tôi là một cư dân mới của Láng Chung, tôi cũng mong muốn được là bà con cùng, kể cả là những người sống lâu năm, lâu đời ở khu vực Láng Chung cũng như bà con mới chuyển về khu vực này sinh sống, chúng ta cùng chia sẻ, cùng góp sức để một phần nào đó giữ gìn được cái nét truyền thống của Láng Chung. Con sẽ được tham gia một lễ hội ở chung cư bọn con, và như thế bọn con sẽ múa văn nghệ và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho bọn con. Chúng con đã tập một tiết mục văn nghệ, hy vọng được mọi người ủng hộ. Hội làng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự liên kết sâu sắc giữa mọi người, sự đồng tâm nhất trí của cả cộng đồng. Việc phân công tổ chức, thực hành lễ hội góp phần củng cố tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, duy trì thuần phong mỹ tục của địa phương. Mong rằng sự kiện hội làng năm nay sẽ nhận được sự ủng hộ từ các cấp chính quyền và sự tham gia nhiệt tình không chỉ từ cư dân trên địa bàn mà của cả du khách thập phương. Sự kiện hội làng sẽ diễn ra từ 8:30 đến 18:00 ngày 30 tháng 1, tức 18 tháng Chạp âm lịch, tại nhà sinh hoạt cộng đồng, địa bàn dân cư số 16, ngõ 640 đường Láng.